Sáng hôm nay, đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật giáo dục sửa đổi. Đến 8 giờ 20 phút sau khi bản báo cáo được trình bày, đã có tới 38 vị đại biểu đăng ký phát biểu trình bày thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật. Cụ thể, vấn đề liên quan đến sách giáo khoa được đề cập tới trong nhiều phát biểu của các đại biểu Quốc hội. Theo dự án luật, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa là tổ chức do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo từng môn học. Đồng thời, Bộ trưởng cũng là người chịu trách nhiệm về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông sau khi Hội đồng Quốc gia thẩm định. Thảo luận về vấn đề này, đại biểu cho rằng nên để Chính phủ thành lập hội đồng hoặc là phê duyệt sau khi hội đồng thông qua chứ không nên giao toàn bộ cho Bộ trưởng. Ngoài ra cũng nên đa dạng thành phần hội đồng thẩm định sách giáo khoa. Đồng thời cần tránh độc quyền trong in ấn, phát hành, tránh tình trạng loạn sách giáo khoa, mỗi trường một kiểu. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ về tuyển sinh, đào tạo sư phạm. Có ý kiến cho rằng chính sách vay tín dụng sư phạm chưa đảm bảo tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn. Việc tinh giản biên chế hay là tuyển dụng giáo viên cũng thu hút sự quan tâm thảo luận của các đại biểu.